Kính chào các quý vị. Hôm nay tôi xin trình bày một cái vấn đề mà cũng rất là thường gặp trong cái lâm sàng của tim mạch, đó là cái vấn đề về rối loạn lipid máu. Thì phần mở đầu tôi muốn nói đến là cái rối loạn lipid máu này là một yếu tố nguy cơ có thể sửa đổi được trong các bệnh lý tim mạch do xơ vữa, và có một mối liên quan liên tục bền vững độc lập giữa cái nồng độ cholesterol máu toàn phần hoặc là cholesterol máu trọng lượng phân tử thấp, viết tắt là LDLC, với các biến cố tim mạch do xơ vữa. Rối loạn lipid máu là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu. Ở đây chúng ta thấy là cái tăng cholesterol máu là nguyên nhân gây tử vong rất là quan trọng trong các cái nguyên nhân khác, như là các cái tăng huyết áp, hút thuốc lá, tăng đường huyết, lười vận động, thì trong đó cái tăng cholesterol máu cũng là một trong các cái yếu tố được nhấn mạnh đến trong cái việc mà nguyên nhân gây tử vong trong tim mạch. Tỷ lệ hiện mắc của các yếu tố nguy cơ tim mạch chính ở người trưởng thành Việt Nam thì chúng ta thấy là cái yếu tố nguy cơ mà thường gặp nhất ở nam cũng như ở nữ là cái rối loạn lipid máu. Ở đây ở nữ giới thì chiếm tới 52,4% là mắc các rối loạn lipid máu, và ở nam giới là cái cột màu đen này mắc tới 62,8% là các cái rối loạn lipid máu. Các thành phần của lipid máu thì nó bao gồm là các cái lipoprotein vận chuyển cholesterol và triglycerides trong máu, và các cái apolipoprotein. Cấu trúc và lipoprotein và kích thước theo tỷ trọng của nó, thì đây là một cái sơ đồ của một cái lipoprotein. Trong đó nó có các cái cholesterol este, có cái cholesterol, có triglycerides, có phospholipid, và liên quan cái kích thước theo cái tỷ trọng của nó, tức là cái kilomicron là có kích thước lớn nhất, và sau đó là có đến các cái HDLC rồi HDLC. Thế và còn về nguồn gốc của cholesterol và cái sự tổng hợp và hấp thu của nó là như thế nào, tôi cũng xin giới thiệu một vài nhé. Thì cholesterol này, cái nguồn gốc của nó là được tổng hợp ở các cái tổ chức ngoại biên, rồi được tổng hợp ở gan, thế và được hấp thu từ ruột. Về trong đánh giá lâm sàng và định nghĩa của cái rối loạn lipid máu thì các cái thành phần lipid máu thường dùng là các cái rối loạn lipid máu khi có một hoặc nhiều các cái rối loạn sau đây. Thứ nhất là cái tăng cholesterol máu với cái lượng là trên 200mg trên decilit hoặc là 5,2mmol trên lít. Rồi cái thứ hai là tăng LDLC cholesterol nó là với cái mức là 3,4mmol trên lít. Nên giảm các cái HDLC cũng là một cái loại rối loạn lipid máu với cái mức của nó là dưới 1mmol trên lít. Tăng triglycerides máu với cái mức của nó là trên 2,26mmol trên lít. Còn rối loạn hỗn hợp khi tăng cholesterol kết hợp với lại tăng triglycerides. Các thành phần lipid có liên quan đến nguy cơ bệnh của vữa xơ động mạch, tức là các cái thành phần lipid mà bệnh lý thì nó có là các cái lipoprotein chứa ApoB, như là các cái kilomicron, kilomicron tàn dư, rồi VLDL, rồi VLDL tàn dư, rồi IDL, LDL lớn, và đặc biệt là cái LDL nhỏ đậm đặc này là cái tác nhân nhân gây sơ vữa rất là mạnh, được coi là cái tác nhân gây sơ vữa, và chúng có thể được gọi là các cái nông HDL cholesterol hoặc là cholesterol sinh xơ vữa, và cái lượng của nó được tính là cholesterol toàn phần trừ đi cái HDLC cholesterol, thì chúng ta ra được cái tổng gọi là cái nông HDL cholesterol, tức là nhấn mạnh đó là các cái cholesterol là sinh xơ vữa. Ngoài ra người ta có thể tính cái LDLC cholesterol, tức là cái mình cũng thường gọi là cái LDL cholesterol, là những cái cholesterol gây sinh xơ vữa đó, theo một cái công thức gọi là Creswell. Công thức đó được tính là LDLC cholesterol thì bằng cholesterol toàn phần trừ đi cái tổng là HDLC cholesterol cộng với lại cái 1/5 của cái lượng triglycerides. Và cái tính toán này dựa trên giả thiết là các cái thành phần LDL là khẳng định ở đối tượng có nồng độ triglycerides bình thường. Tức là cái công thức này thì chỉ nên được áp dụng ở những bệnh nhân là có cái triglycerides bình thường. Và cái thay đổi thực tế của LDL dưới cái sự ức chế của cái CETV thì có thể ước lượng thấp hơn cái mức LDLC theo công thức triglycerides. Còn cái nồng độ HDL triglycerides
lipoprotein A, ApoB, ApoA thì không bị ảnh hưởng. Cái lý thuyết về sơ vữa động mạch đã được một cái nhà tác giả thì ông là Nikola Anichkov đưa ra từ năm 1946, và ông ấy cũng cho rằng cái thủ phạm chính là do cholesterol máu. Đấy chính là, và chính những cái này là nó gây sơ vữa trên cái hệ mạch máu. Cái sự hình thành của sơ vữa động mạch thì chúng ta thấy là lúc đầu nó có những cái giọt sơ vữa rất là giọt mỡ rất là nhỏ như thế này thôi, nhưng mà dần dần là cái sơ vữa nó phát triển lên, rồi nó đến là cái niêm mạc sơ vữa nó lớn dần lên, và lớn càng lớn bao nhiêu thì cái lòng mạch nó sẽ càng hẹp lại, nó càng hẹp lại và nó có thể gây tắc cái lòng mạch, nó có thể gây tắc gây hẹp cái lòng mạch đến mức tắc. Và nó cũng có thể có một biến cố khác nữa là nó có thể gây vỡ cái mảng sơ vữa này ra. Đấy, khi vỡ mảng sơ vữa này ra thì nó sẽ gây ra cái cục huyết khối. Đấy, thì những cái trường hợp đó nó sẽ làm tắc mạch cấp. Còn khi mà nó cái mảng sơ vữa nó phát triển dần dần thì nó sẽ làm hẹp lòng mạch và dẫn đến là giảm cái máu nuôi dưỡng cho cái phần mà cái mạch máu đó nó cung cấp, có thể là chi, có thể là mạch vành, có thể là mạch não và có thể là mạch thận vân vân. Cái sơ vữa động mạch, rối loạn chức năng nội mạc, đông máu và viêm mạng tính với cái lõi lipid này nó sẽ dần dần tiến triển, tất cả các yếu tố này nó tổng hợp và nó dần dần tiến triển thành ra cái mảng sơ vữa này. Cái mảng sơ vữa này như tôi vừa nói vừa rồi là nó có thể gây biến cố làm hẹp lòng động mạch, hoặc là nó gây biến cố làm vỡ cái mảng sơ vữa này, đứt vỡ cái mảng sơ vữa này và gây ra những cái cục huyết khối nó đến nó bám ở đây và gây ra là tắc mạch máu cấp tính hoặc là tắc mạch máu một cách mạng tính. Hậu quả của mảng sơ vữa động mạch khi bị nứt vỡ hình thành cục máu đông có thể dẫn đến các biến cố tắc mạch đột ngột, gây ra các biến chứng lâm sàng như là nhồi máu cơ tim, đột quỵ não nếu mà tắc mạch não, hoặc là có thể là mất máu nuôi dưỡng ở chân, hoặc là có thể ở thận vân vân. Đây là những cái hình ảnh cho chúng ta thấy là cái hiện tượng đó. Đây là lòng mạch, đây là chính là cái mảng sơ vữa mà nó thể hiện ở trên tim đấy. Nếu mà khi cái mạch máu đó mà sơ vữa đó mà nó ở tim mà nó bị hẹp lại thì nó gây cả cái vùng cơ tim này, người ta minh họa được cái màu sắc nó khác, nó tím tím đây là máu không đến nuôi dưỡng được và cơ tim này bị hoại tử, so với cái phần mà màu hồng hào là máu đến nuôi dưỡng rất là tốt của cơ tim hồng hào này. Cái diễn tiến về mặt thời gian của quá trình sơ vữa động mạch là kết cục dẫn đến các biến cố lâm sàng này thì nó sẽ xảy ra trong bao nhiêu lâu, thì thực ra cái thời gian của nó là tính bằng năm. Đấy, thì từ lúc cái mảng sơ vữa ban đầu chưa có triệu chứng, sau đến lúc là bắt đầu có thể có triệu chứng rồi đến lúc có thể có bệnh, đến lúc là có triệu chứng rõ ràng, đó là các bệnh động mạch vành, động mạch não và bệnh động mạch ngoại biên. Nói như thế thì chúng ta thấy rằng chỉ từ các rối loạn lipid máu, các thành phần lipid máu nó rối loạn trong máu thôi, nhưng mà nó thể hiện nó có một mối gắn kết với lại các cái bệnh lý ở trên lâm sàng cũng như là các cái biến chứng của nó rất là nguy hiểm. Nó có thể là dẫn đến tử vong, hoặc nếu không tử vong thì nó cũng có thể gây ra những cái biến cố, những các cái là tàn phế cho người bệnh. Bên cạnh đó, bên cạnh cái tác hại của nó như thế thì người ta lại thấy rằng là các cái thử nghiệm lâm sàng về có cái lợi ích điều trị rối loạn lipid máu tới các cái biến cố lâm sàng này thì người ta có các cái phòng ngừa tiên phát, phòng ngừa thứ phát và nghiên cứu tổng hợp. Đây cũng chính là các cái lý do để cho chúng ta đưa đến là tại sao phải điều trị cái rối loạn lipid máu. Đây là một cái sơ đồ cho thấy là cái phòng ngừa thứ phát, thì đã có rất rất nhiều các cái nghiên cứu, rất nhiều nghiên cứu, từ nghiên cứu 4S placebo đến 4S ERX, rồi là nghiên cứu CARE, Corona vân vân, PROVE IT vân vân. Đấy là các nghiên cứu về phòng ngừa tiên phát, thứ phát, cũng như các nghiên cứu về phòng ngừa tiên phát đều cho thấy rằng là nếu mà lượng cholesterol máu này càng giảm đi thì tỷ lệ các biến cố tim mạch sẽ càng giảm đi. Đây là một trong các bằng chứng để cho chúng ta thấy rằng là cần, rất rất cần phải điều trị các rối loạn lipid máu. Việc giảm được một, hạ thấp được 1 mmol trên decilit của cái LDL-C cholesterol này, chỉ cần hạ được một thôi mà chúng ta cũng hạ được đến trên 20% các cái biến cố tim mạch. Ở đây cụ thể là người ta nhắc đến là giảm được đến 22,5% các cái biến cố tim mạch khi hạ được 1 mmol trên lít của cái LDL-C.
Thế thì các nguyên nhân gây rối loạn lipid máu là gì? Chúng ta thấy là về xét về tăng cholesterol máu thì nguyên nhân của nó đầu tiên phải nói đến cái số liệu ăn uống sinh hoạt, sau đó là nguyên nhân di truyền, rồi có thể là tăng cholesterol máu thứ phát do hội chứng thận hư, do suy giáp, do các cái rối loạn hormone. Còn nguyên nhân gây tăng triglyceride máu thì người ta thấy là có cái thiếu hụt lipase là một cái men tiêu hủy lipoprotein hoặc apolipoprotein C, tăng triglyceride có tính chất gia đình, rồi lý do có thể do béo phì, do uống quá nhiều rượu, do đái tháo đường, hoặc là do dùng thuốc, một số các thuốc như là thuốc chẹn beta giao cảm kéo dài. Thế còn nguyên nhân của cái việc mà làm giảm HDL, HDL thì nếu mà tăng, nếu mà giảm thì nó lại có cái tác dụng là bệnh lý. Đấy là đặc biệt những cái trường hợp hút thuốc lá. Cái trường hợp này tôi phải để đến đầu tiên, bởi vì cái tỷ lệ hút thuốc lá của người Việt mình càng ngày càng tăng lên, trong khi ở các cái nước phát triển thì cái tỷ lệ hút thuốc lá của họ lại giảm đi. Thế thì cái hút thuốc lá này rất là tai hại, nó sẽ gây ra giảm HDLC và đồng thời nó là một trong các cái rối loạn lipid máu mà có thể dẫn đến các cái bệnh cảnh mà tôi vừa mới trình bày với các quý vị. Thứ hai là vấn đề béo phì cũng có thể gây giảm HDL, rồi lười vận động thể lực, rồi trong những trường hợp đái tháo đường không phụ thuộc insulin, những trường hợp tăng triglyceride máu dùng thuốc chẹn beta giao cảm kéo dài, rồi có thể có các cái loại rối loạn gen chuyển hóa HDL. Tất cả những nguyên nhân này đều có thể gây giảm HDLC cholesterol. Chúng ta sang cái nguyên tắc đánh giá và điều trị rối loạn lipid máu. Vậy thì chúng ta đã thấy rằng là cái lipid máu nó có tai hại như vậy, và có rất nhiều các cái thử nghiệm đã cho thấy là cái việc hạ cái điều chỉnh cái rối loạn lipid máu này rất là có bằng chứng là có lợi, ngăn ngừa các cái bệnh lý và mà do rối loạn lipid máu gây ra. Rồi chúng ta lại biết rằng là đánh giá các cái rối loạn lipid máu thì người ta sẽ dựa vào các cái thành phần lipid máu nào. Thế thì chúng ta đi sâu thêm về cái nguyên tắc đánh giá và điều trị rối loạn lipid máu trước khi đi vào điều trị thì chúng ta phải đánh giá như thế nào. Đánh giá xét nghiệm trên bệnh nhân thì những bệnh nhân trên 20 tuổi xét nghiệm lipid máu khi đói, các thành phần sau đây là cholesterol toàn phần, LDLC cholesterol, HDLC và triglyceride. Thì cái nhiệt độ xét nghiệm như sau, xét nghiệm mỗi 5 năm, tức là cứ 5 năm là làm xét nghiệm một lần. Nếu kết quả mỗi lần trước là trong giới hạn bình thường và không có các cái biến cố tim mạch. Còn nếu bệnh nhân đã có các biến cố tim mạch hoặc đã phân tầng nguy cơ cao thì cần tiến hành vào điều trị ngay. Thế thì phân tầng nguy cơ là như thế nào? Thì phân theo cái hội nghị của cái ủy ban của châu Âu thì năm 2011 thì người ta phân tầng như sau. Nguy cơ rất cao, tức là những cái người đã bị bệnh tim mạch, những người có đái tháo đường type 2 hoặc là đái tháo đường type 1 có tổn thương cơ quan đích, như là ví dụ như là cái người đó có albumin niệu vi lượng mà lại có đái tháo đường type 1 thì cũng coi như là những cái người có nguy cơ rất cao. Rồi ai là những người có nguy cơ rất cao nữa? Đó là những người có bệnh thận mạng trung bình đến nặng, mức lọc của thận dưới 60 ml/phút, đấy, trên 1.73 m², và những người mà có cái chỉ số nguy cơ là từ 10% trở lên. Những cái nhóm thứ hai là những cái người mà có nguy cơ cao, đó là những người có yếu tố nguy cơ đơn độc nặng, rối loạn lipid có tính chất gia đình. Những người có tăng huyết áp nặng, những người mà có cái chỉ số nguy cơ là cái chỉ số score này từ 5%, trên 5% nhưng mà dưới 10% thì ở trong cái khoảng đó, đấy là những người có yếu tố nguy cơ cao. Còn những người có yếu tố nguy cơ vừa, yếu tố nguy cơ mắc các cái bệnh thừa vữa đó là từ chỉ số score từ 1 cho đến dưới 5%, còn nguy cơ thấp tức là cái chỉ số score này dưới 1. Thế thì cái chỉ số này tính thế nào? Thì người ta có một cái tham điểm score ước tính nguy cơ bệnh nhân bị tử vong do tim mạch trong người nằm ở quần thể nguy cơ cao. Người ta dựa vào các cái yếu tố như là huyết áp, rồi như là cholesterol máu, rồi là người ta dựa vào là có hút thuốc lá hay không có hút thuốc lá, rồi giới nữ hoặc là giới nam, người ta sẽ tính đến, người ta tính các cái điểm và từ đó người ta tính ra các cái yếu tố nguy cơ đấy, tức là cái nguy cơ bị các cái biến cố tim mạch. Thì người ta chia ra ở đây thì các cái màu xanh này là dưới 1%, thì 1%, 2% màu vàng, và cái màu đỏ đậm nhất có tính chất là phải dừng lại ngay, stop ngay đấy, phải điều trị đấy, thì là những cái mà nó càng đỏ thẫm đây thì chúng ta
nhớ như là chúng ta đi qua ngã tư đấy, đèn xanh đèn đỏ, thì những cái lúc đấy là chúng ta phải lưu ý. Thế đây là ước tính nguy cơ 10 năm ở quần thể nguy cơ và thấp, mà cái này người ta phân biệt là người ta tính ở châu Âu. Thế thì sau khi mà xác định được như vậy rồi thì người ta cái đưa ra tiến đến chúng ta tiến đến cái nguyên tắc điều trị. Chúng ta phải thống nhất cái nguyên tắc trước khi chúng ta cho bệnh nhân các cái phương án điều trị. Thì cái điều trị rối loạn lipid máu này, cái nguyên tắc thứ nhất là để giảm các biến cố tim mạch do xơ vữa, mình phải làm sao đạt được cái giảm các biến cố tim mạch, chứ không phải chúng ta chỉ điều trị con số, thấy cái lượng cholesterol máu nó cao thì chúng ta cho nó xuống, LDLC cao thì cho xuống. Chúng ta không điều trị con số mà chúng ta phải điều trị mục tiêu cuối cùng là giảm được các biến cố tim mạch do xơ vữa. Nguyên tắc thứ hai là phải luôn loại trừ những nguyên nhân tăng lipid máu. Tất nhiên nếu chúng ta đã cố gắng giảm mà chúng ta lại không đi vào cái nguyên nhân của nó, mà chúng ta cứ để cho bệnh nhân chế độ ăn và cứ đưa lượng lipid máu vào, thì bao nhiêu thuốc cho nó đủ để mà hạ cái lipid máu mà chúng ta lại bệnh nhân mà vô ý thức, hoặc là chúng ta không giải thích kỹ cho bệnh nhân thì bệnh nhân vẫn đưa cái lượng mỡ vào nhiều, thì chúng ta không thể nào mà có thể giảm được đấy. Thì cái nguyên tắc thứ hai đưa ra là phải loại trừ những nguyên nhân gây tăng lipid máu. Đó là những nguyên nhân mà chúng ta có thể sửa chữa được, những nguyên nhân mà chúng ta có thể điều chỉnh được trên người bệnh, ví dụ như chế độ ăn uống. Nguyên tắc thứ ba là việc thay đổi lối sống là vấn đề cơ bản và cốt lõi trong điều trị. Thay đổi chế độ ăn uống thì phải đúng, chế độ luyện tập thể lực là phải đều đặn. Nguyên tắc tiếp theo là chỉ định thuốc khi cần thiết, chứ không chúng ta cũng không lạm dụng thuốc. Bao giờ cũng phải thực hiện chế độ ăn uống và chế độ luyện tập thể lực, chế độ sinh hoạt vận động thật đúng đắn. Sau đó thì chúng ta chỉ định thuốc, hoặc những trường hợp chúng ta phải dùng thuốc ngay thì chúng ta cũng không quên là phải song song với vấn đề dùng thuốc là phải thực hiện chế độ ăn và chế độ vận động cho nó đúng, chứ không phải là có thuốc rồi thì lơi lỏng cái vấn đề là ăn uống và vấn đề chế độ ăn uống và chế độ luyện tập. Đích điều trị thì dựa trên xét nghiệm và lượng giá nguy cơ bệnh nhân. Thế thì LDLC là đích điều trị thứ nhất, trong đó thì cholesterol toàn phần là đích điều trị nếu không có các xét nghiệm khác, tại vì cũng có một số cơ sở người ta cũng không xét nghiệm được đến tận thành phần LDLC mà người ta chỉ xét nghiệm được thành phần là cholesterol toàn phần này thôi, thì đó cũng là đích điều trị nếu không có các cái xét nghiệm sâu khác. Còn triglyceride thì nên được đánh giá để điều trị khi bệnh nhân có rối loạn lipid máu hỗn hợp, tức là có tăng cả triglyceride kèm theo. Các cái cholesterol nông HDL hoặc ApoB là đích điều trị thứ hai ở bệnh nhân có rối loạn lipid máu thể hỗn hợp, đái tháo đường hoặc có hội chứng chuyển hóa hoặc là có bệnh thận mãn tính. Và HDL thì chưa được khuyến cáo là đích điều trị, và xác định mục tiêu điều trị, đích điều trị nhằm vào LDLC, sau đó có thể tính toán nhằm vào cái nông và HDL. Còn cái đích điều trị cụ thể thì chúng ta phải theo khuyến cáo, tức là điều trị giảm đến bao nhiêu. Tôi lấy ví dụ, nếu mà những cái bệnh nhân mà có cái yếu tố nguy cơ rất là cao, đấy là những bệnh nhân đã bị mắc bệnh tim mạch rồi, đã từng bị bệnh động mạch vành rồi, đã phải nâng đặt stent động mạch vành rồi, thì LDLC cholesterol phải hạ xuống dưới 1,8 mmol trên lít thì mới được, thì mới đúng đích điều trị, thì bệnh nhân mới không bị tái phát, thì không bị hẹp lại sẽ trong stent. Đấy là một trong yếu tố góp phần vào để mà không bị tái phát cái bệnh lý sơ vữa. Chứ còn nếu chúng ta cũng chỉ cho bệnh nhân thuốc điều trị thôi để cho nó yên tâm thôi, chứ chúng ta không xác định được cái đích điều trị, thì đúng thực sự là có dùng thuốc đấy nhưng mà cũng không ngăn cản được các cái biến cố. Cho nên là cái chỗ này chúng ta phải lưu ý là đích điều trị cụ thể thì chúng ta phải theo khuyến cáo. Khuyến cáo này là sẽ dựa trên là tùy thuộc bệnh nhân là có yếu tố nguy cơ rất cao như tôi nói vừa lúc nãy, hoặc là cao, hoặc là yếu tố nguy cơ trung bình, hoặc yếu tố nguy cơ là thấp. Thì với các cái mức yếu tố nguy cơ khác nhau như thế thì các đích điều trị cụ thể của LDLC cholesterol cũng khác nhau. Càng yếu tố nguy cơ càng cao thì cái việc giảm LDLC càng phải giảm nhiều. Và cụ thể tôi xin nhắc lại, những người đã có yếu tố nguy cơ rất cao rồi, như là có đái tháo đường, hoặc là đã từng có hẹp động mạch vành, rồi nắp động mạch vành, rồi nhồi máu cơ tim, là những người chúng ta phải giảm LDLC xuống đạt cái mức mục tiêu là dưới 1,8 mmol trên lít. Cái thuốc nhóm statin là lựa chọn đầu tiên.
trong các cái thuốc điều trị để giảm LDLC cholesterol thì thuốc nhóm statin là lựa chọn đầu tiên. Có thể phối hợp thuốc khi đã dùng liều statin tối ưu mà chưa đạt mục đích điều trị. Người ta thấy chưa đủ bằng chứng để dùng thuốc các nhóm không phải là statin trong điều trị làm giảm thông khí tim mạch được dùng phối hợp statin hoặc thay thế khi bệnh nhân không dung nạp bằng statin. Nên dùng statin cường độ cao như là các cái nhóm atorvastatin 40-80mg, rosuvastatin 20-40mg ở bệnh nhân có hội chứng mạch vành cấp. Tức là những người đã đang có một cái biến cố tim mạch mà lại bệnh mạch vành mà đang xảy ra cấp thì chúng ta không thử dùng các statin khác mà chúng ta nên bắt đầu luôn với những statin có cái hoạt lực mạnh như là atorvastatin và rosuvastatin. Nguyên tắc nữa là chúng ta phải khống chế tốt các yếu tố nguy cơ tim mạch khác nếu có. Ví dụ như bệnh nhân đấy là tăng có rối loạn lipid máu nhưng lại có tăng huyết áp, đặc biệt là tăng huyết áp là chúng ta phải hạ huyết áp đạt để được các mục tiêu. Bởi vì rằng là tăng huyết áp mà lại phối hợp với lại rối loạn lipid máu thì thực sự là một cái song kiếm hợp bích, nó sẽ đánh vào và gây cho bệnh nhân các cái sơ vỡ động mạch mà gây ra sơ vỡ động mạch rất là nặng đó. Rồi cái tái tháo đường chúng ta cũng phải điều chỉnh. Rồi hút thuốc lá thì chúng ta phải làm sao để cho bệnh nhân giảm rồi tiến tới là không hút thuốc lá nữa, chứ không phải chúng ta chỉ điều trị một yếu tố nguy cơ là rối loạn lipid máu. Đây là một số các cái điều trị theo hướng dẫn của các cái hội uy tín ở trên thế giới năm 2011, thì tôi cũng cung cấp cho tất cả các cái quý vị là các cái đích điều trị và đích chính là cái hạ LDLC cholesterol đây. Thì chúng ta lưu ý cái bảng này thì các anh chị em ta cũng không thể thuộc được ngay lập tức, nhưng khi mà chúng ta có những cái người bệnh mà nằm ở trong các cái nhóm nguy cơ rất cao, nguy cơ trung bình này thì chúng ta sẽ điều trị cho bệnh nhân và chúng ta tương ứng với các cái mức này, chúng ta điều trị cho bệnh nhân đến các mức này 1, 2 đến 3 bệnh nhân là chúng ta sẽ nhớ được. Cho nên chúng tôi cung cấp cho các quý vị cái bảng ý định điều trị này để chúng ta sẽ sử dụng trong cái quá trình mà thực hành ở trên lâm sàng. Đây là các bước điều trị để đạt được LDLC mục tiêu theo một cái khuyến cáo của cái hội hiệp hội châu Âu về sơ vỡ động mạch. Thì thứ nhất là chúng ta thay đổi lối sống, rồi chúng ta xác định mức LDLC mục tiêu cần đạt. Thế xong chúng ta chọn statin và tăng liều statin để đạt LDLC mục tiêu, rồi chúng ta cân nhắc có phối hợp thuốc hay không. Và cái khởi đầu bằng statin liều cao cho các bệnh nhân có hội chứng động mạch vành cấp trong thời gian nhập viện. Cái này lại là một cái nhắc lại lưu ý nữa. Chứ người ta đã bị hội chứng mạch vành cấp rồi mà chúng ta lại cứ lần lượt theo các cái bước này thì bệnh nó sẽ gây ra các biến chứng mất. Chúng ta sang cái phần điều trị cụ thể. Thay đổi lối sống thì thay đổi thế nào? Tức là thay đổi về chế độ ăn và sinh hoạt. Lối sống ở đây có hai phần, phần chế độ ăn và chế độ sinh hoạt. Thay đổi lối sống, chế độ ăn, thói quen sinh hoạt và tập luyện là bắt buộc cho mọi bệnh nhân, kể cả những bệnh nhân có dùng thuốc. Bệnh nhân có nguy cơ thấp thì tất cả cần tôn trọng thay đổi lối sống. Bệnh nhân có nguy cơ cao có rối loạn lipid máu nên có tư vấn của chuyên gia dinh dưỡng. Khuyến khích sự ăn như là trái cây, rau, rồi củ quả, rồi hạt. Đấy. Hạt nguyên hạt tức là hạt mà còn cái lớp áo vỏ đấy, chứ không phải là chúng ta như là gạo xay quá kỹ chẳng hạn thì không được. Đồ ăn tinh bột dạng thô, cá, đặc biệt là cái dầu cá. Năng lượng mà chúng ta từ thức ăn thì chúng ta nên chia theo cái khẩu phần là chất béo thì nên dưới 35% tổng lượng cái thức ăn ăn vào trong ngày. Trong đó chất béo bão hòa thì dưới 7% và các cái chất béo trong này thì dưới 1% tổng lượng chất béo. Hạn chế đồ ăn thức uống có thêm đường, đặc biệt ở các bệnh nhân có tăng triglyceride máu. Ở bệnh nhân bị tăng triglyceride máu thì cần hạn chế mỡ động vật, đường và rượu. Giảm cân nặng cho những bệnh nhân béo phì nên bắt đầu giảm dần dần lượng calo hàng ngày, thường hạn chế ở mức 500 calo một ngày. Tập thể lực người ta cho thấy là tập thể lực này có thể giảm được LDLC và lại làm tăng được HDLC, giảm được cân nặng, giảm huyết áp và giảm nguy cơ bệnh mạch vành. Và ít nhất là nên tập 3 bước hàng ngày và đều đặn hàng ngày là tốt nhất. Phải bỏ thuốc lá, khuyên bệnh nhân phải bỏ thuốc lá bằng mọi cách, phải bỏ thuốc lá. Biết là bỏ rất là khó, đây là một cái thói quen, nó chỉ là một cái thói quen thôi, nhưng mà cái đã thói quen đã hình thành được
lâu rồi thì cái việc phụ thuộc vào thuốc lá rồi thì bỏ rất là khó. Nhưng mà nếu mà muốn là không mắc các cái bệnh lý sơ vữa động mạch thì phải bỏ thuốc lá và điều trị tốt các yếu tố nguy cơ khác đi kèm. Lúc nào chúng tôi cũng nhắc đến là điều trị tốt các yếu tố nguy cơ khác đi kèm, vì giảm cái bài này xong mọi người cứ chỉ nghĩ đến rối loạn lipid máu thôi và thấy rằng là rối loạn lipid máu là cái nguy cơ tai hại quá, rồi tất cả các cái thử nghiệm rồi nguyên nghiên cứu đã thấy thế, nên chỉ nghĩ về rối loạn lipid máu thôi mà không nghĩ đến điều chỉnh các yếu tố nguy cơ khác, đặc biệt là không nghĩ đến tìm xem bệnh nhân có tăng huyết áp hay không để mà điều chỉnh huyết áp về cái mức bình thường, thì cái việc điều chỉnh rối loạn lipid máu nó cũng chỉ có cái yếu tố, nó có cái vai trò rất là hạn chế trong cái việc mà giảm các cái biến chứng của vi bệnh của sơ động mạch. Các thuốc điều trị rối loạn lipid máu thường dùng thì có các cái thuốc như là statin là cái hàng đầu, rồi những các cái ezetimibe. Ezetimibe là một cái thuốc mà nó giảm hấp thu chọn lọc cái cholesterol ở ruột đấy, rồi thuốc gắn axit mật, rồi các nicotinic acid, rồi các fibrat, thì lần lượt các cái thuốc này nó giảm được, nó tác động lên các cái thành phần lipid của máu như thế nào và cái tính dung nạp của nó trên các bệnh nhân ra làm sao, thì ở đây người ta có trình bày rất là rõ. Ví dụ như là statin chẳng hạn, thì nó giảm được cái cholesterol toàn phần từ 19-37% tùy loại thuốc, rồi giảm được LDLC cholesterol từ 25-50%, tăng được HDLC tức là cái loại cholesterol mà có tác dụng bảo vệ thành mạch, nó tăng được 4-12%, rồi nó cũng giảm được triglyceride từ 14-29%, và cái tính dung nạp của cái thuốc này tức là cái độ an toàn trên bệnh nhân là rất tốt. Thì ở đây lần lượt các ezetimibe để thuốc gắn axit mật, năm cái nhóm thuốc thường dùng này nó có các cái tác dụng ở trên các cái thành phần lipid máu như thế nào thì chúng tôi đã hướng dẫn, và ở đây để kê rất là rõ. Và cái nhóm fibrat này là cái nhóm mà lại hạ được cái triglyceride rất tốt đến 3%, và cái dung nạp của nó cũng rất là tốt. Tức là hai cái thuốc này, một thuốc thì làm giảm cái LDLC rất là tốt, còn một thuốc thì làm giảm cái triglyceride rất là tốt, và hai thuốc này đều có cái tính dung nạp tốt ở trên người bệnh. Một số các thuốc thế hệ mới cũng cung cấp cho các anh chị em biết cái tên để chúng ta có thể là cập nhật được nếu mà khi chúng ta có đọc trên mạng hoặc là có các cái bài báo quốc tế, đó là các cái thuốc mà ức chế men cholesterol este transfer protein viết tắt là cái CETP này, đó cái tên của nó là toxetrapib hoặc là dancetrapib. Đây là một cái protein trong huyết tương giúp tác cho việc chuyển cholesterol từ HDL sang ApoB có chứa lipoprotein, tức là một cái protein vận chuyển cholesterol, và nó có cái thuốc ức chế cái men này thì nó sẽ làm điều chỉnh được các cái rối loạn lipid máu. Cái nhóm thuốc thứ hai là thuốc ức chế trực tiếp ApoB, đó là các cái mivomycin, và nó điều trị cho các cái rối loạn lipid máu mãn tính gia đình. Và cái thuốc ức chế MTP tức là microsomal triglyceride transfer protein, đó là cái thuốc lomecarpib, đây là cũng là thuốc mới. Một cái thuốc nữa mà người ta đề cập đến gần đây tức là cái thuốc tranh chấp thụ thể PCSK9, thuốc tự tranh chấp cái thụ thể men và PCSK9. Thì những cái thuốc này là những cái thuốc người ta đang nghiên cứu, và cũng có những cái thuốc người ta cũng đã đưa ra vào cái pha 3 của lâm sàng rồi, vì đây là những cái thuốc mà người ta sẽ đưa cho những cái trường hợp mà rối loạn cholesterol máu rất là nặng, có tính chất gia đình, đặc biệt là những trường hợp rối loạn những cái máu có tính chất gia đình, để người ta phòng ngừa những cái trường hợp mà rối loạn những cái máu gia đình kháng với tất cả các cái điều trị statin trên, và những cái trường hợp mà thực chất ra đôi khi người ta phải lọc máu, lọc cái lipoprotein ở ngoài cơ thể, người ta đưa cái lượng máu ra khỏi cơ thể, người ta lọc bỏ cái lượng mỡ dư thừa xong người ta lại đưa vào trong cơ thể. Đấy, thì là có những trường hợp mà khó điều trị như vậy, thì những trường hợp này đây chúng tôi cũng đã gặp. Đây là chúng tôi cung cấp một số các cái liều thường dùng của các cái thuốc điều trị rối loạn lipid máu. Cái tên thuốc gốc, cái thuốc gốc là statin, thì nó có các cái sử dụng trên lâm sàng như atorvastatin, fluvastatin, lovastatin, và cái tên thương mại của nó như là lipitor, lescol, mepacor, rồi các cái liều dùng của nó thì cứ bắt đầu bằng cái liều thấp rồi chúng ta tăng dần lên đối với những trường hợp mà không phải là đang có hội chứng động mạch vành cấp hoặc là các cái sơ vữa động mạch nứt mạng, sơ vữa cấp tính. Rồi các cái thuốc gắn axit mật
như là cái cholesterol, cái tên thương mại của nó là Kestrel và cái lượng của nó là 4 đến 24 gram. Các thuốc ức chế hấp thu cholesterol qua ruột như cái ezetimibe thì cái tên thương mại của nó là ezetrol, hàm lượng là 10 mg, thì chúng ta bắt đầu từ 10 mg. Cái thuốc này thì nó ức chế hấp thu cholesterol qua ruột nhưng mà nó không gây phân mỡ, nó không gây các cái rối loạn tiêu hóa, là bởi vì rằng là nó chỉ ức chế chọn lọc cholesterol thôi chứ nó không phải ức chế tất cả các cái mỡ khác nữa, cho nên là nó không gây ra cái hội chứng rối loạn tiêu hóa, cũng như là nó không gây ra cái giảm hấp thu của một số các cái vitamin tan trong mỡ như là vitamin A, D, E, K này, một số các vitamin tan trong mỡ. Thì những cái bệnh nhân mà dùng các cái thuốc này thì nó không bị cái hội chứng là rối loạn tiêu hóa, cũng như là không bị thiếu một số các cái vitamin đó. Rồi các cái thuốc fibrat như là cái benzafibrat thì nó có cái bezalip, rồi phenofibrat như là có cái libertin supra đấy, rồi các cái xenfibrozin, niacin, nicotinic acid, đó là những cái thuốc mà chúng tôi cũng liệt kê ở đây để cho có hệ thống. Nhưng mà trên lâm sàng thì chủ yếu là người ta dùng các cái statin phối hợp với lại các cái thuốc ức chế hấp thu cholesterol qua ruột, rồi là nếu mà tăng triglyceride thì người ta sử dụng các cái nhóm fibrat. Cơ chế tác dụng của các cái statin này thì các cái statin này nó giảm hấp thu, nó giảm tổng hợp, các cái cholesterol ở tại gan, là chủ yếu tại tế bào gan, nó giảm tổng hợp đấy. Do nó ức chế hoạt hóa cái men, cái men rất có vai trò trong quá trình sinh tổng hợp cholesterol, đó là men HCM coenzyme reductase, cho nên là nó đã giảm tổng hợp cholesterol trong tế bào gan và nó tăng hoạt hóa cái thụ thể LDLC, do đó nó giảm được LDLC trong máu và tăng cái hấp thụ, có cái nâng HDL từ hệ tuần hoàn. Đây là hiệu quả giảm của các LDLC với các statin thường dùng hiện nay như là các cái fluvastatin thì với cái liều 21 mg thì giảm được đến 21% LDLC. Thế và các cái simvastatin, pravastatin, atorvastatin thì lần lượt là nó giảm được đến 45% ở cái liều 5 mg. Đấy, cho nên người ta gọi nó là những cái statin mà có hiệu lực mạnh. Người ta cũng nhấn mạnh rằng chỉ có statin là chứng minh được hiệu quả trên lâm sàng qua các cái thử nghiệm. Thì đấy, giảm được 1 mmol trên lít của LDLC với statin thì đã giảm 10% tử vong do mọi nguyên nhân, giảm 20% tử vong do tim mạch, giảm 24% biến cố động mạch vành chính và giảm 15% đột quỵ. Cái slide này tôi muốn lấy lại đây để cho anh chị em ta thấy rằng là cái tầm quan trọng của cái việc điều chỉnh rối loạn lipid máu và đặc biệt là cái việc hạ LDLC cholesterol. Chính vì vậy cho nên người ta mới gọi là hạ LDLC cholesterol là mục tiêu đầu tiên và mục tiêu sống còn trong các cái bệnh nhân mà bị rối loạn lipid máu. Thế nhưng lưu ý khi dùng statin, bởi vì thực ra là cái thuốc nào thì nó cũng có một cái mặt mà chúng ta phải lưu ý, đó là chúng ta lưu ý statin là thuốc lựa chọn hàng đầu trong điều trị rối loạn lipid máu, là người ta rất hay dùng, cho nên là chúng ta cần phải lưu ý. Thì cái lưu ý là dùng liều tối ưu có thể được lựa chọn thuốc phụ thuộc vào tác dụng thực tế, tức là phụ thuộc vào hiệu quả của thuốc, phân tầng nguy cơ, dựa vào phân tầng nguy cơ, dựa vào mức LDLC ban đầu của bệnh nhân và đích điều trị cần đạt. Theo dõi xét nghiệm men gan, rồi xét nghiệm CK khi có các triệu chứng về gan hoặc là có đau mỏi cơ, rồi tác dụng phụ khó tiêu, ỉa chảy, táo bón, buồn nôn, đau bụng, đau đầu, mất ngủ, đau mỏi cơ, tăng men gan có thể gặp nhưng mà rất ít thôi, chỉ khoảng 1-2% số bệnh nhân dùng thuốc. Và biến chứng suy gan cấp và tiêu cơ vân thì rất ít gặp nhưng có nghĩa là không phải không có. Cho nên khi sử dụng các cái thuốc này chúng ta rất phải lưu ý đến các cái tác dụng phụ đó. Đây là đến cái thuốc cơ chế tác dụng của các thuốc gắn axit mật, là cái tác dụng của các thuốc gắn axit mật này nó sẽ làm giảm cái việc tái hấp thu của cái axit mật này và nó sẽ giảm được cái cholesterol trong máu. Thuốc gắn axit mật này thì không hấp thu qua ruột, gắn với axit mật thì làm giảm cái sự hấp thu của chúng và tăng chuyển hóa từ cholesterol sang axit mật trong gan và làm giảm cái lượng cholesterol dự trữ trong gan và làm tăng hoạt tính của thụ thể với LDL của gan. Và cái thuốc gắn axit mật này sẽ làm giảm LDLC tới 30%, làm tăng được HDLC khoảng 5%, nhưng mà nó làm lại làm tăng nhẹ cái triglyceride, cho nên là nó sẽ không phù hợp ở các cái bệnh nhân mà đã có tăng triglyceride đấy.
tức là có cái rối loạn lipid máu hỗn hợp, thì chúng ta cũng không lựa chọn cái thuốc này là thuốc đầu tiên. Chỉ trừ mà chúng ta buộc phải làm tăng cái HDLC và phải phối hợp để làm giảm thêm cái LDLC thì chúng ta mới phải sử dụng. Các cái thuốc của nó như là Kestrel hoặc Colestin, và tác dụng phụ có thể gặp bao gồm là táo bón, đau bụng, buồn nôn, nôn, nóng ruột. Và chú ý khi dùng chung các cái thuốc khác có thể làm giảm hấp thu các cái thuốc đó. Cho nên chúng ta phải là dùng, nếu mà có dùng trên bệnh nhân có dùng nhiều loại thuốc thì chúng ta phải dùng cách ra để khỏi bị giảm hấp thu các cái thuốc khác. Đây là đến cái tác dụng của cái thuốc nicotinic acid. Thì chúng ta thấy là các cái dạng bào chế thì liều lượng là có cái dạng phóng thích vừa, dùng 2-4 gram một ngày, rồi dạng phóng thích chậm, tên là thương mại là Niaspan, rồi giải phóng cố định dưới 2 gram một ngày là cái thuốc làm tăng được HDL tốt nhất. Đấy là cái acid nicotinic. Thì trong các cái cuộc họp các chuyên gia thì nhiều khi cũng cứ nói là chúng ta thấy là không nên dùng thuốc này, có dùng thuốc kia. Nhưng mà trong cái thực hành hàng ngày thì các vị quý vị nên lưu ý là điều trị bệnh nhân thì chúng ta phải cá thể hóa. Có những cái thuốc mặc dù là ít dùng thôi nhưng mà nó lại có thể rất là tốt với một cái nhóm bệnh nhân mà đặc trưng là cần cái loại thuốc đó. Đấy, ví dụ như là nicotinic acid thì chúng ta không phải dùng rất là rộng rãi, nhưng với những trường hợp mà HDL cholesterol rất thấp thì cái thuốc này lại trở thành cái cứu cánh của chúng tôi trên lâm sàng. Và hiện các nghiên cứu mới nhất thì cũng chưa chứng minh được cái lợi ích bảo vệ tim mạch, nhưng mà chúng ta thấy là nếu HDLC mà nó rất là thấp thì chúng ta cũng nên sử dụng acid nicotinic. Các cái tác dụng phụ của nó như là bừng mặt, ngứa hoặc đau đầu, rồi có thể có độc cho gan, rối loạn tiêu hóa, rồi có thể kích hoạt và gây loét trên cái niêm mạc tiêu hóa, tăng đường huyết và có thể giảm nhạy cảm với insulin. Về chống chỉ định thì người ta thường chống chỉ định trong các cái bệnh gan đang tiến triển hoặc bệnh nhân đang tăng men vô căn hoặc là loét tiêu hóa. Đây là cái thuốc ezetimibe này thì nó chẹn một cái thụ thể gọi là NPC1L1 ở mặt tế bào ruột non và nó sẽ làm giảm hấp thu cái cholesterol ở ruột non. Ức chế chọn lọc hấp thu cholesterol tại ruột, giảm vận chuyển cholesterol từ ruột đến gan, rồi tăng biểu bộc lộ của cái thụ thể LDLC tại gan, rồi giảm cái phần tử cholesterol gây xơ mỡ mạch máu. Và ezetimibe và chất chuyển hóa của nó là glucuronic, hoạt tính của nó trong tuần hoàn trong chu trình gan ruột và vận chuyển thuốc trở lại vị trí hoạt động và hạn chế cái phơi nhiễm hệ thống. Đặc điểm của cái thuốc ức chế hấp thu cholesterol qua ruột non này thì hiện nay thường được dùng phối hợp với statin, đặc biệt ở bệnh nhân tăng LDLC cholesterol máu và khó đạt đích điều trị với statin, hoặc là những trường hợp mà chúng ta cần phải hạ đến 50% và phải hạ nhanh cái LDLC xuống để mà đạt được cái mức điều trị thì người ta cũng bắt đầu phối hợp sớm. Bởi vì ezetimibe thì làm giảm LDLC thêm khoảng 18% khi cho thêm vào với statin, và cần chờ các cái nghiên cứu về cái lợi ích lâu dài của thuốc này. Trước mắt là người ta thấy là nó giảm được LDLC, còn cái tác động của nó trên cái bệnh lý của bệnh nhân thì người ta còn chờ các cái biến chứng của cái tác dụng của nó trên biến chứng, nó hạn chế được biến chứng hay không thì còn cần đang chờ các nghiên cứu lâu dài. Vì nó cũng giảm hấp thu cytosterol nên có thể chỉ định ở bệnh nhân mà có cái chứng bệnh là cytosterolemia, tức là cái hội chứng tăng hấp thu mỡ, và nhưng mà chống chỉ định ở bệnh nhân có thai hoặc là bệnh nhân bị suy gan nặng. Đặc điểm của cái nhóm dẫn xuất fibric, tức là các cái fibrat đấy, thì chỉ định là thêm vào cái chế độ ăn để điều trị rối loạn tăng triglyceride máu, rối loạn lipid máu thể hỗn hợp, rồi cái hội chứng khi bệnh nhân mà có HDL thấp và không đáp ứng với các cái acid nicotinic. Cơ chế tác dụng của nó làm tăng tiêu hủy lipid ngoại sinh và giảm sản xuất triglyceride tại gan. Hiệu quả của nó làm giảm được triglyceride từ 25-50%. Giảm LDLC hoặc đôi khi nó lại làm tăng một chút, làm tăng HDLC 15-25% của bệnh nhân tăng triglyceride máu. Như vậy là tổng hợp cái tác dụng của nó là nó được sử dụng trên những bệnh nhân mà vừa có tăng triglyceride máu và hoặc là
hạ HDL cholesterol máu. Tác dụng phụ của nó nên lưu ý là có cái rối loạn tiêu hóa, khoảng 8% số người sử dụng có rối loạn tiêu hóa, có thể gây sỏi mật, có viêm cơ và tăng men gan. Chống chỉ định của nó là rối loạn chức năng gan thận hoặc là có bệnh túi mật trước đó. Và nó có một loạt các cái thử nghiệm lâm sàng đã chứng minh được cái tác dụng của cái thuốc này trong cái việc mà hạ được cái triglyceride máu và tăng được HDL cholesterol máu. Thế còn vai trò của dầu cá, vì trong dân gian thì chúng ta rất là hay dùng dầu cá, người nọ nói với người kia là cần phải dùng dầu cá. Vậy thì cái việc sử dụng dầu cá này thì chúng ta nên chỉ định là như thế nào? Thì chúng ta nên chỉ định bổ sung vào chế độ ăn uống trong các bệnh nhân mà có tăng triglyceride máu, hoặc là chúng ta phối hợp với statin hoặc các cái thuốc khác làm giảm thêm LDL-C. Hiệu quả là nó cũng giảm được triglyceride máu khá tốt, từ 30-40%, nhưng mà nó không làm giảm cái LDL-C và nó cũng không thay đổi, hoặc nói cách khác là ít thay đổi được cái HDL-C. Cái tác dụng phụ của nó là rối loạn tiêu hóa, và có một số người sử dụng thì nó lại cứ có là ợ lên cái mùi cá khó chịu đấy. Và nó cũng có một số các cái thử nghiệm về cái thuốc, về cái dầu cá này trên các cái điều chỉnh rối loạn lipid máu. Một số chú ý là các thuốc không phải statin thì chưa chứng minh được cái lợi ích lâm sàng trong điều trị rối loạn lipid máu. Thì các thuốc không phải statin điều trị đơn độc hoặc phối hợp với statin thì rõ ràng là người ta đã chứng minh được rằng là nó có được điều chỉnh được các rối loạn lipid máu, nhưng người ta chưa chứng minh được là cái bắc cầu là cái điều chỉnh rối loạn lipid máu của các cái thuốc đó, cái thuốc không phải statin này, mà nó làm giảm được biến cố tim mạch. Thì chúng ta cần chờ các cái nghiên cứu tiếp theo. Các cái thuốc mà không phải statin bao gồm như là ezetimibe, fibrat, dầu cá hoặc là niacin. Do vậy, không lựa chọn các thuốc này đầu tay trừ khi cần phải phối hợp hoặc là khi bệnh nhân không dung nạp với statin. Đấy, ví dụ như các bệnh nhân người ta cần bị giảm hạ LDL-C nhưng mà bệnh nhân này lại có cái là men gan rất là tăng. Đấy, thì những cái trường hợp đó thì chúng ta làm thế nào? Thì chúng ta đành phải lấy ezetimibe là thuốc đầu tay, vì nó chỉ làm giảm, nó giảm hấp thu cholesterol máu thôi, chứ nó cũng không gây ra các cái tác dụng phụ ở trên gan. Đấy, thế là các thuốc thế hệ mới đang được nghiên cứu nữa thì chúng ta sẽ chờ. Đây là kỷ nguyên của các cái thuốc mới đó. Phần cuối cùng là tôi muốn một vài các cái thể điều trị một số rối loạn lipid máu đặc biệt. Cái phần này thì rất là đặc trưng lâm sàng, tức là những cái thể đặc biệt của chúng ta gặp trên lâm sàng. Như là những trường hợp mà tăng triglyceride máu, thì khi tăng triglyceride máu thì cần xem các nguyên nhân như là chế độ ăn, đặc biệt là uống nhiều rượu. Chứ còn nếu mà mình không khai thác được hoặc là không đồng hành cùng với người bệnh được để mà chúng ta hạn chế rượu, dần dần tiến tới là cai được rượu, mà chúng ta cứ cho bệnh nhân thuốc không, thì bệnh nhân này không thể nào mà điều chỉnh được các cái dối loạn tăng triglyceride máu. Mà chúng ta mặc dù là triglyceride máu không phải là đích điều trị, nhưng vẫn cần điều trị ngay khi mà cái lượng của nó tăng cao trên 10 mmol/L để giảm cái nguy cơ viêm tụy cấp. Ở một số đối tượng nguy cơ cao có tăng triglyceride thì nên điều trị giảm triglyceride với fibrat, tức là chúng ta phải phối hợp cả statin và fibrat nếu có cái rối loạn lipid máu hỗn hợp, tức là vừa tăng LDL cholesterol mà lại vừa tăng triglyceride, thì chúng ta phải điều trị hỗn hợp hai thuốc. Có thể dùng nicotinic acid hoặc là nicotinic acid phối hợp với lanopibran, là cái thuốc mà để người ta giảm giảm cái tác dụng bừng mạnh của cái nicotinic acid, rồi có thể dùng các cái acid béo hoặc phối hợp statin fibrat hoặc là statin với nicotinic acid. Và tất cả các thuốc trên có thể dùng phối hợp được với lại các cái acid béo. Trường hợp mà rối loạn lipid máu hỗn hợp khi có giảm HDL và có tăng triglyceride ở bệnh nhân có tăng LDL-C thì chúng ta cũng vẫn nên dùng statin trước. Phối hợp statin với niacin, chú ý tác dụng phụ của niacin, có thể phối hợp statin với fibrat trừ gen fibrosin, tức là chúng ta phối hợp, chúng ta chọn cái benza, chúng ta chọn cái nicotine, chúng ta không chọn cái để phối hợp, chứ chúng ta không được phối hợp mà statin với các cái nhóm thuộc gen fibrosin. Cái thể rối loạn lipid máu có tính gia đình thì đích điều trị là chúng ta phải hạ được LDL-C
xuống dưới 2,5 mmol trên lít ở bệnh nhân có nguy cơ cao. Đấy, còn nguy cơ rất là cao thì người ta còn phải hạ xuống đến 1,8 mmol trên lít hoặc là tương đương là 70 mg trên decilit nếu chúng ta dùng cái đơn vị là mg trên decilit. Và đặc biệt là người ta cũng nhấn mạnh là chúng ta phải kết hợp thuốc tối ưu khi cần. Tức là khi chúng ta dùng một thuốc rồi mà cái đích điều trị chưa đạt thì chúng ta phải dùng phối hợp thuốc. Đặc biệt là phối hợp thuốc ở đây là chúng ta có thể phối hợp các cái thuốc mà statin với lại các cái thuốc giảm hấp thu như là các cái ezetima. Ở các cái bệnh nhân có tuổi, lớn tuổi thì nên dùng statin ở bệnh nhân đã có bệnh tim mạch như ở người trẻ và cần chú ý liều thấp hơn cái liều tối đa mà người ta khuyến cáo nếu mà có thể. Còn ở các bệnh nhân có đái tháo đường thì như là đái tháo đường type 1 mà có khí vi đạm niệu, vi đái protein niệu vi thể đấy, hoặc có tổn thương cơ quan đích thì cần điều trị giảm LDLC với statin bất kể mức ban đầu của LDLC là bao nhiêu chúng ta đều phải cho statin. Còn đái tháo đường type 2 và có bệnh tim mạch do xơ vữa hoặc bệnh thận mạn, bệnh nhân chưa có bệnh tim mạch do xơ vữa nhưng trên 40 tuổi và có ít nhất thêm một yếu tố nguy cơ thì mục tiêu điều trị là LDLC dưới 1,8 mmol trên lít, bởi vì những người này là những người có yếu tố nguy cơ rất cao mắc các cái biến cố tim mạch. Chúng ta cho mọi bệnh nhân đái tháo đường type 2 khác mà không phải là các đái tháo đường mà vừa liệt kê ở trên có mục tiêu ban đầu là LDLC dưới 2,5 mmol trên lít và mục tiêu thứ hai là nâng HDLC là dưới 3,3 mmol trên lít hoặc là ở những cơ sở xét nghiệm được APO thì APO phải đạt dưới 100 mg trên decilit. Còn ở những bệnh nhân mắc bệnh thận mạn thì sao? Đấy, cái thể bệnh này thì người ta thấy là bệnh thận mạn được coi là nguy cơ tương đương là đã mắc bệnh rồi. Tức là có những trường hợp đã mắc bệnh tim mạch rồi đấy, tức là người ta muốn thúc đẩy chúng ta là chúng ta phải chú ý cái nhóm bệnh nhân này, người ta coi là nguy cơ rất là cao, tương đương với là đã mắc bệnh tim mạch rồi. Mục tiêu ban đầu cũng vẫn là giảm LDLC. Đấy, mục tiêu ban đầu của cái việc điều trị rối loạn lipid máu ở bệnh nhân thận mạn tính cũng là làm giảm LDLC. Và statin nên được dùng là để giảm, là để dùng đầu tiên. Và nên dùng statin loại đào thải tối thiểu qua thận như là atorvastatin thì nó là đào thải ít qua thận và nó chuyển hóa tại gan. Ở bệnh nhân có bệnh thận mạn vừa đến nặng thì có thể dùng statin đơn độc hoặc phối hợp với thuốc khác để giảm LDLC và cái mức giảm của nó, tôi nhắc lại, dưới 1,8% nó mới là mức đích. Còn ở bệnh nhân có ghép tạng thì sao? Bệnh nhân có ghép tạng thì statin cũng là thuốc lựa chọn hàng đầu bệnh nhân ghép tạng có rối loạn lipid máu. Ở các cái bệnh nhân mà để ngăn ngừa đột quỵ não thì có mối liên quan rõ giữa rối loạn lipid và biến cố đột quỵ não, và nhất là các cái biến cố đây là tay biến mạch não thoáng qua thì có mối liên quan rõ giữa cái rối loạn lipid máu và những cái đột quỵ não, đặc biệt là những các cái tay biến mạch não thoáng qua. Thì chúng ta nên dùng statin với đích điều trị để ngăn ngừa biến cố đột quỵ não ở bệnh nhân có nguy cơ tim mạch cao, và statin cũng làm giảm nguy cơ đột quỵ thiếu máu não ở bệnh nhân đã có biến cố tim mạch khác. Và nên dùng statin ở bệnh nhân có tiền sử đột quỵ não không phải do tắc mạch từ tim hoặc là có cái gọi là tay biến mạch não thoáng qua. Ở những người có bệnh mạch ngoại vi thì sao? Thì điều trị rối loạn lipid máu ở những bệnh nhân này thì được coi là tình trạng nguy cơ rất là cao và điều trị giảm lipid máu được khuyến cáo ở cái nhóm bệnh nhân mà có cái bệnh mạch ngoại vi này, cái viết tắt đây là PAD đấy. Thì nên dùng statin điều trị và cũng làm giảm nguy cơ tiến triển nặng với bệnh nhân có bệnh phình động mạch chủ. Thì cái bài giảng của tôi hôm nay thì đến đây là hết. Tôi xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của tất cả các quý vị và mong rằng các quý vị sẽ xem cái bài này như là một cái phần để cho chúng ta tham khảo trong những khi mà chúng ta gặp các cái trường hợp rối loạn lipid máu ở trên lâm sàng. Những trường hợp này có thể là những người bệnh nhưng cũng có thể là những người thân ngay bên cạnh của các quý vị. Một lần nữa xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị.